Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc. Tập 83. Chương 821, Điều Kiện Mở, 1. Khuôn mặt đó đập thẳng vào mắt của nàng ta. Nhất thời khiến nàng ta ngơ ngác tại chỗ, trong đầu như có sấm nổ vậy. Cái gì? Hóa ra lại là hắn. Chuyện này sao có thể chứ? Chỉ cần nhìn góc nghiêng của khuôn mặt, Khương Hồng đã nhận ra hắn. Khuôn mặt này thật sự quá quen thuộc với nàng. Lúc này hoàn toàn không có cách nào có thể tả lại sóng to gió lớn trong lòng nàng ta. Điều này quả thật rất khó tin. Cái người tài giỏi cái gì cũng biết này, hóa ra lại chính là người tiên nhân mà nàng ta gặp qua mấy lần ở trên đảo. Nàng ta cảm thấy ông trời dường như đang trêu đùa nàng ta vậy. Ồ, là ngươi à? Lúc này, Dịch Phong cũng nhìn qua đây và nhận ra Khương Hồng, cười rồi nói, không ngoài dự tính của ta, cuối cùng ngươi vẫn là đến chỗ của ta. Đối với sự xuất hiện của Khương Hồng, Dịch Phong lại chẳng có chút bất ngờ nào. Đảo ám ảnh này nói lớn không phải là lớn, nói nhỏ cũng chẳng phải là nhỏ. Tuy nhiên trên đảo nơi xanh tươi chính là chỗ này của hắn, chỉ cần người trên đảo biết đến nơi này, đương nhiên sẽ không thể không đến. Khương Hồng mở to mắt, hắn đây là đã biết ta sẽ đến đây từ trước. Khương Hồng thấy rất khó tin. Đúng vậy, ngay từ đầu ta đã biết ngươi sẽ đến đây. Dịch Phong trực tiếp nhìn rõ được ý nghĩ của Khương Hồng, nhàn nhạt cười nói, có điều ngươi, cố chấp lại rất nghịch ngợm, nếu như tin tưởng ta sớm một chút, sao phải chịu nhiều khổ cực như vậy chứ? Ta, bản thân nàng ta định phản bác lại thì hình ảnh Dịch Phong lúc đầu hiện rõ rành rành ngay trước mắt. Ngươi từ bỏ đi, tiên nhân không thể nào sống sót được. Không cần phải vùng vẫy vô vị như vậy nữa, không có ai trên đảo này có thể sống sót được. Ngươi cũng là tiên nhân, sao lại tự tin như thế chứ? Vừa nghĩ lại đến đây, khuôn mặt của Khương Hồng ửng đỏ, chỉ cảm thấy không thể đối mặt trực diện được, hận không có một cái lỗ để chui xuống. Nhưng nói gì thì nói, ai mà biết được ngài là một người tài giỏi tinh thông mọi thứ chứ? Ngài cải trang thành tiên nhân, gặp ai người đó cũng không tin ngài được chưa? Được rồi, nếu đã đến rồi thì phải sống cho thật tốt. Ta về phòng trước, còn có chuyện gì không? Dịch Phong xua tay, nói xong lập tức bước về phòng. Mà khi Dịch Phong đi, đâm người lập tức vây quanh Khương Hồng. Khương tiểu thư, lúc nãy cô vừa nói chuyện với tiên sinh, hai người quen biết nhau từ trước sao? Đúng vậy, cô và tiên sinh từng tiếp xúc. Đám người đều vây lại ép hỏi. Á, đúng là như vậy. Khương Hồng ngại ngùng đáp, dưới ánh mắt háo hức của đám người, cuối cùng nàng ta cũng kể lại chuyện mình gặp Dịch Phong khi vừa mới lên đảo cho đám người nghe một lượt. Ai ra, Khương tiểu thư cô thật là ngốc mà. Đúng thế, con sói đó vừa nhìn là biết do tiên sinh giết mà. Đúng vậy, còn có cá phệ hồn, đó chính là cá phệ hồn thật đó. Nhưng với thực lực của tiên sinh, đương nhiên không sợ chúng rồi, cô cũng thật là, còn ngốc nghếch trò, rằng ngư nhân xúc đó vô hại, cũng may là cô may mắn, nếu không sớm đã chết rồi. Đám người bàn tán không ngừng. Bọn họ nói khiến sắc mặt đỏ của Khương Hồng đỏ đến tận cổ, cố gắng giải thích, lúc đó ta vốn không hề biết thực lực của tiên sinh mà. Nhưng nói gì thì cũng là thật, cô lúc đầu coi nhẹ tiên sinh như thế, tiên sinh không những không trách phạt tí nào, vừa nãy còn ôn lại chuyện cũ với cô, cho thấy tiên sinh rất xem trọng cô. Lục lão quái nói không sai, tiên sinh vừa nhìn là đã rất coi trọng cô. Khương tiểu thư, sau này xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Đúng vậy, sau này ở trước mặt tiên sinh, xin hãy nói giúp chúng tôi mấy câu hay ho. Sau này xin cô giúp đỡ. Nhất thời, thái độ của đám người đối với Khương Hồng thay đổi rất lớn. Bởi vì rất có khả năng Khương Hồng sẽ trở thành tâm phúc của tiên sinh trong tương lai. Đối với chuyện xảy ra ở bên ngoài, Dịch Phong hoàn toàn không biết, tìm và thần đều đắm chìm trong tu vi của bản thân. Nói thật ra, cho dù biết bản thân bây giờ rất mạnh, nhưng trong lòng Dịch Phong vẫn có chút không hiểu. Ví dụ, tất cả những người tu tiên ai nấy cũng đều có tiên nguyên, hắn căn bản không có. Còn về tu luyện, đến bây giờ hắn cũng không biết nên tu luyện như thế nào. Nuốt khí nạp khí, ngay cả xì hơi còn không thả ra được một cái. Hơn nữa người khác chỉ cần luân hồi tiên cảnh đều có thể rời non lấp biển, còn hắn lại chả làm ra được cái gì. Mấy ngày nay, Dịch Phong đều đang nghĩ về vấn đề này. Mặc dù nói giờ đây trở lại cuộc sống an nhàn, nhưng tiền để của cuộc sống an nhàn là đảm bảo, cũng phải có thực lực mới được.
cho nên mới cấp bách làm rõ rốt cuộc thực lực của bản thân là chuyện như thế nào. Và lại, có lúc không kìm được khí tức, cũng sẽ thỉnh thoảng giả vờ ở trước mặt người khác. Chương 822, điều kiện mở, 2. Ngoài việc đó ra, vẫn còn có một chuyện quan trọng hơn, đó là chuyện của đồ đệ cuối cùng. Mặc dù đã thăng lên 50 cấp, nhưng những lời hệ thống nói trước kia không thể không tính được. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Phong lại càng thêm bực bội. Đặc biệt là cảm giác nắm không được sờ không thấu, chính là như vậy. Lỡ như xảy ra vấn đề gì đó, hoặc là hệ thống lại chọc hắn lần nữa, tu vi này của hắn không còn nữa, vậy không phải rất lạnh sao? Xem ra, ta phải chuẩn bị cho tình huống tiếp theo rồi. Dịch Phong sờ cằm, nghĩ rằng nếu muốn hoàn toàn được an nhàn là điều không thể nào. Chí ít, cũng phải giải quyết được những vấn đề cấp bách này mới được. Lão cung à, Dịch Phong phẩy quạt, khẽ gọi, tiên sinh ta đây. Cung thần cung kính đi đến trước mặt của Dịch Phong. Ta tính rồi, mở ra điều kiện mở, thu hút nhiều người đến chỗ ta. Dịch Phong từ từ nói, cung thần ngạc nhiên, ý của tiên sinh là, không sai. Dịch Phong gật đầu nói, sau này tất cả mọi người trên đảo, chỉ cần nhân phẩm không quá ác độc, theo lý thuyết, đều có thể đến chỗ ta, cho dù tu vi thấp kém cũng không vấn. Đề gì? Thiên hạ may mắn, đảo ám ảnh may mắn. Cung thần trực tiếp quỳ trên mặt đất, kích động muôn phần. Á, ngươi không cần kích động vậy đâu. Dịch Phong có chút cạn lời. Tên nhóc này, tưởng rằng hắn ta báo đáp xã hội thu nạp những người gặp nạn hay sao? Thứ hắn cần chính là có thể thu nạp càng nhiều cường giả càng tốt để phục vụ cho bản thân. Đề phòng đó là, một ngày nào đó trong tương lai, lỡ như hệ thống lại gài hắn, thì không đến mức không có ai bảo vệ. Tiên sinh không cần nói nữa, ý sâu xa bên trong thuộc hạ hiểu. Bây giờ ta đi thông báo cho những người khác. Nói xong, cung thần chạy về phía người khác, đồng thời sắc mặt đỏ ửng vì kích động. Bây giờ hắn ta đã quyết định, lần này ra ngoài, nói gì thì nói cũng phải đem con trai mình vào trong đảo ám ảnh. Nếu như thật sự không vào được, hắn ta sẽ chém hai sứ giả của Thiên Chi Tiên Điện hắn. Còn có vài người bạn chơi cũng thân ở bên ngoài. Lúc trước bọn họ thường nói có gì tốt mà không gọi bọn họ, lần này xem như thông báo đúng vị rồi. Sau khi Dịch Phong công bố quyết định này, hắn lại công bố thêm hai quyết định nữa. Thứ nhất, bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả mọi người trong võ quán, chỉ cần là thuộc hạ của hắn, mùng một mỗi tháng đều có thể cùng hắn đi ra ngoài. Thứ hai, người đi ra ngoài, không được vào lại nữa, trừ tình huống đặc biệt. Dù gì Dịch Phong cũng nghĩ rằng đều có thể ra ngoài rồi và thề rằng sẽ phục tùng hắn, vậy còn tiếp tục ở lại đây làm gì nữa? Như vậy không phải vô duyên vô cớ tăng thêm tiền và gánh nặng cho hắn sao? Cho nên chỉ bằng để bọn họ tự mình ra ngoài phát triển, tương lai phát triển tốt rồi, chẳng phải khắp nơi của tiên giới là đều là học trò của Dịch Phong hắn sao? Cảm giác đó thật tuyệt. Được rồi, lát nữa ta sẽ chuẩn bị ra ngoài, lần này có ai muốn ra ngoài cùng ta không? Dịch Phong hỏi. Tuy nhiên, không có bất kỳ tiếng động nào, không có ai muốn ra ngoài, ai nấy cũng đều nắm chặt cái cuốc trong tay không chịu buông ra, sợ rằng chính mình phải rời đi. Điều này khiến Dịch Phong ngơ ngác. Gì vậy? Đám người này bị nhốt phát ngốc rồi sao? Có cơ hội ra ngoài như vậy, sao lại không đi chứ? Bỏ đi tùy các ngươi vậy. Dịch Phong xua tay, không để ý đến bọn họ nữa, cũng đúng, nếu chỗ này của hắn chuẩn bị phát triển mạnh mẽ, thì cũng nên mở rộng. Nếu đã mở rộng, đương nhiên sẽ cần người làm. Nếu không đi, vậy các ngươi đi trồng trọt đi. Dịch Phong cầm mấy túi hạt giống ra, đây là hạt giống hắn vừa mới đổi lấy từ hệ thống. Dù sao vận may của tiên giang lục địa mỗi tháng đều sẽ đánh vào thẻ của hắn, muốn đổi chút hạt giống cũng là chuyện dễ dàng. Chăm sóc tốt cho ta, nhân tiện cũng cho các ngươi một mục tiêu, ta muốn độ che phủ thảm thực vật của đảo ám ảnh phải đạt từ 90% trở lên. Dịch Phong căn dặn, đám người phía dưới đều cảm thán. Mục tiêu này, không hổ là tiên sinh. Trên hòn đảo cằn, cỗi như đảo ám ảnh này, lại muốn có độ che phủ của thảm thực vật lên đến 90%. Kế hoạch mạnh bạo này đúng thực là quá khủng khiếp. Điều quan trọng nhất là, những thảm thực vật này lại không phải là thảm thực vật bình thường. Hiểu ý của ta không? Thấy không có ai đáp lại, Dịch Phong lớn tiếng hỏi. Hiểu, đám người đồng thanh đáp. Biết rõ là tiên sinh làm vậy là muốn lấy đảo ám ảnh làm nền móng,
để tạo ra một tiên cảnh siêu cấp vượt trội hơn hẳn của Thiên Chi Tiên Điện. Lão Cung, ngươi cùng ta ra ngoài đi. Dịch Phong đang ngồi bỗng đặt chân xuống từ từ đứng dậy. Lão Cung đi ngay sau lưng, và càng ở đằng sau, lại có một con ếch đang kêu ếch ộp. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 823, mình cũng muốn có phiền muộn như vậy. Sau đó, Dịch Phong đem cung thần đến một tòa thành cách Nhận Nguyệt Tông không xa. Bước đầu tiên, hắn đang chuẩn bị mua nhà ở nơi đây. Dù sao thì, cũng nên có một nơi ở khi ở bên ngoài, để từ từ tìm đồ đệ đồng thời cũng làm rõ tình trạng tu vi của bản thân. Vốn dĩ nhà cửa ở bên này không rẻ, mà Dịch Phong vừa mới đến tiên giới chưa được lâu, hoàn toàn không thể có nhiều tiền như vậy được. Tuy nhiên, tiền bạc các đệ tử Nhật Nguyệt Phong chết để lại đều bị Dịch Phong thu hoạch về tay. Dù sao tiên tinh đầy chữ vật giới chỉ cũng có thể mua nổi một căn nhà, còn lại có lẽ vẫn đủ gọi hai thị nữ đến đấm lưng bóp chân hắn. Cuộc sống không cần quá đẹp. Lão Cung à, ngươi đi liên hệ người ta đi. Dịch Phong chọn một nơi phong thủy. Cung thần đi theo cũng không nói gì, nhanh chóng liên hệ với người của phủ thành chủ, chuẩn bị một bên giao tiền, một bên ký khế đất. Tuy nhiên đến lúc giao tiền, Dịch Phong lại nôn ra máu. Xin lỗi vị đại nhân này, bây giờ tiền tệ của tiên giới đã thay đổi rồi. Đây là thông báo vừa mới đưa ra cách đây 2 ngày của Thiên Chi Tiên Điện. Thống nhất chỉ nhận tiền vàng, nếu ai không theo, Thiên Chi Tiên Điện sẽ trừng phạt. Không ai dám làm trái, cho nên cái này cũng là không có cách nào. Tóm lại tiên tinh, bây giờ bán sắt vụn cũng không có ai dùng nữa. Người phụ trách bán nhà cửa giải thích, trời ơi! Đây là chuyện tốt của đứa cháu đáng băm thành ngàn mảnh nào làm vậy? Dịch Phong sầm mặt lại, gào lên, sắc mặt thay đổi đến đáng sợ. Nhớ lúc đầu hắn thề rằng sẽ đem nhiều túi tiền đến tiên giới, chuẩn bị sống một cuộc sống tốt, nhưng lại biết là tiền bạc không có tác dụng gì ở tiên giới, và tiên giới chỉ nhận tiên tinh. Dịch Phong phải mất rất nhiều ngày mới chấp nhận được sự thật này. Và lại còn rất đau khổ, rất không cam tâm đem những túi tiền đó vứt vào hố phân. Bây giờ khó khăn lắm hắn mới gom góp được, lại còn làm mấy chiếc nhẫn chữ vật chữ tiên tinh nữa, còn cho rằng mình lại giàu thêm lần nữa. Ai mà biết được tiền, tệ thông dụng của tiên giới lại thành tiền bạc cơ chứ. Trời ơi, ông đang chơi ta sao? Rốt cuộc là thằng cháu nào đã làm ra chuyện tốt này hả? Ta chủ ẻo ngươi cô đơn 10.000 năm, cả đời cũng không tìm thấy phụ nữ. Dịch Phong hoàn toàn không để ý đến hình tượng, mở miệng là mắng chửi. Bên ngoài cách 10.000 cây số, có vô số em gái đang vây quanh Lâu Bản Vĩ, mỗi người đều có một hoàn cảnh, có người tự nhiên bỏ nhà ra đi, có người trong nhà có người mất, tóm lại đủ các lý do. Chưa đầy một khắc, trong phòng bao chỉ còn lại mấy con chó, thật là trống trải. Đồng thời, Lâu Bản Vĩ cũng hắt hơi một cái, sau đó ngồi xuống đất, chết rồi. Lâu Bản Vĩ kinh ngạc kêu lên cũng không thèm để ý cầu tử bên cạnh, trực tiếp bay lên trời. Huynh, huynh sao vậy? Cầu tử nói. Ta bị trù yểu rồi, phải kêu tên nhóc thiên đạo kia đổi tiền tệ lại, may ra mới có thể phá vỡ. Huynh của đệ không muốn cả đời này không tìm được phụ nữ đâu, còn phía Dịch Phong bên này. Thấy Dịch Phong mắng chửi như vậy, người phụ trách cũng run rẩy, nhanh chóng nhắc nhở, đại nhân xin cẩn trọng lời nói, xin cẩn trọng lời nói. Ta cẩn trọng lời nói làm cái khỉ gì? Dịch Phong tức giận nói. Cung thần ở bên cạnh lẩm bẩm. Tiên sinh đúng thực là tiên sinh. Các cao nhân khác không có ai là không giả vờ đoan trang cả. Chỉ có mình tiên sinh là sống thật nhất, còn rất yêu tiền, cũng rất dễ tức giận. Cũng may, cung thần còn có chút tiền bạc, mặc dù không biết hắn ta dùng để làm gì nhưng ít ra cũng có thể giải quyết chuyện cấp bách của Dịch Phong. Cuối cùng là vẫn mua được căn nhà nó. Sau khi sắp xếp xong, Dịch Phong bắt đầu suy nghĩ về tình trạng tu vi của mình. Vân là không nghĩ ra được, thực là chèn ép đến mức muốn tìm ai đó để nói ra. Nhìn Lão Cung cung kính bên cạnh, hắn khẽ hỏi, Lão Cung à, ngươi biết ta là tu vi gì không? Cái này, thuộc hạ không biết. Cung thần cung kính trả lời. Nói thật ra, ta cũng không biết mình là tu vi gì. Dịch Phong xoa trán, buồn lòng nói. Cung thần ngạc nhiên. Tu vi của tiên sinh đã cao đến mức ngay cả bản thân cũng không biết là cảnh giới gì rồi sao? Hay là nói, đã phá vỡ sự che chắn của tiên giới, đạt đến mức mà không ai đạt được.
Ai già, ta không biết ngươi có thể hiểu ta không, tóm lại là cảm giác đó. Thật là phiền phức. Dịch Phong mặt mày u ám. Phiền. Sắc mặt Cung Thần co giật lại. Tốt. Một sự khoe khoang rất khiêm tốn. Trong lòng kinh ngạc đến thốt lên, mình cũng muốn có phiền muộn như vậy. Chương 824, muốn nhặt phân, trước tiên hãy tĩnh tâm. Cứ như vậy, Dịch Phong dẫn Cung Thần hai đầu chạy, hai đầu rừng. Nói thật lòng, biểu hiện của Cung Thần vẫn khiến Dịch Phong khá hài lòng, giống như lão bộc của hắn, siêng năng chăm chỉ và không bao giờ phàn nàn. Trong khi Dịch Phong tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, hắn cũng không quên suy nghĩ về hai vấn đề. Ta đến từ đâu? Ta phải đi đâu? Sai rồi. Rốt cuộc tu vi của ta là gì? Tại sao? Thực lực của ta khác với những người khác? Lúc này Dịch Phong nghĩ đến một khả năng, trong lòng hít vào một hơi. Chết tiệt, đừng nói ta là cao thủ võ lâm nhé. Dịch Phong càng nghĩ càng thấy có thể. Nhìn xem hệ thống dạy hắn những gì. Thái cực quyền, hầu tử trộm đào, kim trung cháo, thiết bố sam. Ngoài ra còn có võ quán. Những thứ này không tương thích với tu tiên, ngược lại thì giống những bộ phim võ hiệp đã xem ở kiếp trước hơn. Tất cả những điều này không phải ngầm cho thấy hắn là cao thủ võ lâm sao. Điều này trực tiếp khiến Dịch Phong ngồi tê liệt trên mặt đất. Vậy nếu mình là võ lâm cao thủ, thế chẳng phải mình sẽ không có tuổi thọ dài như tu tiên giả sao? Con mẹ nói, Dịch Phong chửi thầm trong lòng, nhưng sau khi nghĩ lại thì không đúng. Nếu hắn thực sự là cao thủ võ lâm thì không thể nào đánh bại một tu tiên giả được, chiến công quật ngã hàng ngàn đệ tử của Nhật Nguyệt chỉ bằng vào một cao thủ võ lâm thì cũng thật khó tin. Bốp, Dịch Phong tự tát mình, không nghĩ nữa, cái quỷ quái này đang gieo đến rắc rối cho mình. Vẫn nên nghĩ xem về vấn đề thu nhận đồ đệ đã. Hệ thống, ngươi bảo ta nhận đồ đệ cuối cùng thì cũng phải đưa ra tiêu chuẩn nhận đồ đệ chứ. Dịch Phong hỏi, tinh, tiêu chuẩn là không có tiêu chuẩn, hệ thống phê duyệt là được. Âm thanh của hệ thống truyền đến khiến Dịch Phong muốn dương nanh múa vuốt. Chết tiệt, quỷ mới biết làm sao mới có thể khiến ngươi phê duyệt. Ngươi nói tìm tài năng đi, nhưng chức năng phát hiện tài năng đã mất từ lâu. Ngươi nói tìm tu vi đi, hắn đứng ở trên đường liếc mắt một cái, mọi người đều giống nhau, hoàn toàn không thấy được sự khác biệt gì. Chịu, tất cả đành tùy vào số phận, tùy duyên thôi. Dịch Phong trở lại sân, nằm xuống ghế tựa, hắn vỗ bụng. Dù sao điểm số mệnh có thể mua được gia hạn, thực sự không ổn, vậy thì để hắn gia hạn thêm 2 năm nữa. Nhưng, lúc này Dịch Phong đột nhiên nghĩ tới một thứ. Vậy có thể nhờ hệ thống trợ giúp hắn chuyển hòn đảo nhỏ ở Tiên Giang lục địa đến đảo ám ảnh được không? Nghĩ thử xem. Hồi đó hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho thiên địa môn, xây dựng hòn đảo nhỏ hoàn chỉnh như vậy, lần này đem đến tiên giới cũng không nỡ. Dịch Phong ngay lập tức bắt đầu hỏi hệ thống. Tinh, không thể. Trước âm thanh của hệ thống, Dịch Phong vô cùng thất vọng. Nhưng âm thanh tiếp theo của hệ thống đã làm mắt Dịch Phong sáng lên. 10.000 điểm quy đổi có thể dùng để thiết lập một mảng dịch chuyển giữa thiên địa môn và đảo ám ảnh. À, cảm giác này thật tốt. Dịch Phong vui mừng nhảy dựng lên, nói thật lòng. Hắn ở trong tiên giới lâu như vậy, thật sự hơi nhớ nhung nhóm lão đầu lão thái thái trên đảo. Và cả đồ đệ đáng quý của hắn là Trung Thanh. Ê, còn cả đám đệ tử ngồi ăn rồi chờ chết của hắn, tuy rằng không có tình cảm gì, nhưng cũng có danh phận sư đồ. Biết đâu có thể đưa họ đến tiên giới để mổ mang tầm mắt. Dịch Phong mở cửa hàng trao đổi trong hệ thống. Quả nhiên hắn đã tìm được địa điểm trao đổi, mặc dù truyền tống trận này hơi tốn kém, cần 10.000 điểm đổi, nhưng gần đây hắn cũng đã tiết kiệm được rất nhiều điểm số mệnh từ Tiên Giang lục địa. Để dành thêm 2 tháng nữa là đủ. Điều khiến Dịch Phong ngạc nhiên hơn nữa là có lẽ vì đợt nâng cấp hệ thống lần trước, một mục trao đổi tu vi khác đã xuất hiện trong cửa hàng trao đổi của hệ thống. 100 vạn điểm quy đổi có thể đổi lấy tu vi cấp 1. Điểm này đột nhiên khiến Dịch Phong giật nảy mình. Đồ chó ơi là đồ chó, bây giờ cuối cùng ta cũng thấy một chút hy vọng trong cuộc sống rồi. Trước kia, Dịch Phong hắn hoàn toàn không biết gì về tu vi. Không tu luyện được luôn chứ đừng nói là thổ khí nạp khí. Dù hệ thống luôn thưởng cho hắn mức 50 tu vi, nhưng thứ không thể hiểu được này khiến hắn nửa điểm cũng không chắc. Nhưng bây giờ thì khác. 100 vạn điểm đổi nâng lên một cấp tương đương với một củ cà rốt và một cái hầm hố, ít nhất hắn cũng biết cách tăng tu vi của mình. Nhưng thiên địa môn lúc này phố xá nhộn nhịp, tiểu phiến giao hàng.
vẫn náo nhiệt không thôi, chỉ là thỉnh thoảng có tải phân đi qua, khá là kinh khủng. Lỗ Đạt Xanh xách một cặp thùng phân, hắn ta đang nhìn 10 thanh niên trước mặt với vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì thiên địa muôn ngày càng lớn mạnh hơn, tạo ra vô số phân mỗi ngày, cho nên Lỗ Đạt Xanh phải phát triển tổ chức của mình. À không, từ Lăng Hư giới chọn ra 10 thánh tử, nhận làm đồ đệ. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 825, Phần Giả, Bất Khả Chiến Bại, 1. Nhớ kỹ, con đường chọn phân, ẩn chứa đại đạo. Muốn nhặt phân, trước tiên phải tĩnh tâm, không được sợ ánh mắt của người khác, như vậy mới có thể đăng phong tạo cực. Lỗ Đạt Xanh nghiêm túc giảng dạy. Vâng. 10 người trẻ tuổi cung kính đáp lại, chỉnh chỉnh tê tể xốc thùng phân lên, bắt đầu công việc hôm nay một cách có trật tự. Mà bên ngoài hòn đảo, một người đứng giữa không trung. Hắn có mái tóc đỏ và quần áo màu đỏ, chính là Diệt Thế đã nhiều ngày không nhìn thấy. Mà bên cạnh hắn, có 10 nam tử mặc áo giáp. 10 vị đại nhân, theo điều tra của sứ giả, khí vận chỉ thất ở Tiên Giang lục địa có liên quan đến hòn đảo nhỏ này. Diệt Thế kính cẩn nói, ngươi chắc chắn chính là hòn đảo nhỏ này, một trong những nam tử ngạc nhiên nhìn. Chính là như vậy thưa đại nhân, sứ giả đưa tin nói, chỉ có ở đây là cách ly khỏi truy tra của hắn. Diệt Thế cung cung kính kính nói, mà đối với một vị diện cấp thấp như Tiên Giang lục địa, trong tình huống bình thường, không thể thoát khỏi sự điều tra của sứ giả đại nhân. Cho nên nơi này có rất nhiều nghi ngờ. Hừ, một hòn đảo nhỏ như vậy, phất tay một cái là có thể xóa sổ. Cần gì 10 huynh đệ chúng ta phải tự ra tay? Một trong những nam tử mặc giáp cất giọng khinh thường. Lão, thập, đừng xúc động. Nam tử đứng đầu trầm giọng nói, nơi đây có thể tránh được sự điều tra của sứ giả. Điều đó cho thấy phải có gì đó kỳ lạ, tốt hơn là nên cẩn thận. Đại ca nói đúng, nếu sứ giả đã muốn 10 huynh đệ chúng ta cùng đến, vậy thì nhất định phải có lý do của hắn, cho nên ta đề nghị cử một vài người vào tìm hiểu trước đi. Một nam tử khác mặc áo giáp nói, lão bát, lão cửu, lão thập, ba người các ngươi đi một chuyến đi. Nam tử dẫn đầu ra lệnh, nhớ kỹ, cho đến khi tra rõ được tình hình, không được hành động thiếu suy nghĩ. Vâng thưa đại ca, ba nam tử nghe vậy, lập tức bay về phía hòn đảo nhỏ. Mà trên bờ hồ, Lỗ Đạt Xanh đưa 10 đồ đệ đi nhặt phân, đang rửa thùng phân bên hồ. Nhớ kỹ lời của ta, đối với kiếm tu, thanh kiếm là mạng sống của họ, kiếm còn người còn, kiếm mất người vong. Về phần luyện đan sư, lò luyện đan là mạng sống của họ, lò luyện đan còn ở đó, danh dự còn ở đó. Còn đối với chúng ta, thùng phân là mạng sống của chúng ta nên yêu nó, chăm sóc nó và bảo dưỡng nó một cách tỉ mỉ nhất. Cho nên trải xô phân cũng là một môn học vấn. Lỗ Đạt Xanh cầm xô phân của mình, tự mình làm mẫu trong khi ngữ trọng tâm trường dạy bảo. Chú ý, một tráng, hai rửa và ba lau, làm từ trong ra ngoài 5 lần, sau khi trải sạch bóng thì đánh bóng đánh sáp, như thế mới miễn cưỡng tính là hợp cách. Như vậy, nó mới có thể tán đồng với ngươi, có một mối quan hệ khế ước nhất định với ngươi, như vậy ngươi mới có thể hiểu được đại đạo của phân. Có thể ta nói nhiều như vậy các ngươi vẫn chưa hiểu, nhưng nếu các ngươi đạt đến trình độ của ta, các ngươi sẽ hiểu những gì ta đang nói. Mà chỉ cần các ngươi làm theo lời ta nói, cư xử cho tốt, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ đến chỗ tiên sinh, một mình xin cho các ngươi một đôi xô phần mới. Nhớ kỹ, phần giả, bất khả chiến bại. Lỗ Đạt Xanh phồng nắm đấm, phần giả, bất khả chiến bại. 10 đại đệ tử đứng đầu hoan hô, nhất là khi nghe Lỗ Đạt Xanh nói sau này sẽ xin thùng phân mới từ chỗ tiên sinh, tất cả đều mỉm cười. Mà lúc này, ba người mặc giáp rơi vào trong rừng cây cách hồ nước không xa, chậm rãi tới gần hòn đảo nhỏ. Bát ca cửu ca, ngươi nói đại ca cũng thật là, không phải chỉ là một cái đảo hỏng thôi sao? Đánh vào chẳng phải là xong rồi sao? Lão thập than thở. Vốn dĩ ban đầu bảo hắn ta hạ giới đến nơi cướp chim cũng không có này hắn ta đã có chút không tình nguyện, giờ phút này còn phải bó tay bó chân, hắn ta càng thêm bất mãn. Chao ôi, nói ít lại mấy câu đi lão thập. Ngươi cũng không phải không biết sứ giả đại nhân có sự coi trọng thế nào đối với Tiên Giang lục địa. Tuy rằng Tiên Giang lục địa bây giờ là vi diện cấp thấp, nhưng thời viễn cổ có thể so sánh với cả tiên giới.
cho nên khí vận ở đây đặc biệt quan trọng đối với cấp trên. Người này dám xông pha chành, đoạt khí vận, cho thấy lai lịch không nhỏ, không nên coi thường lão bát ở bên an ủi. Đúng vậy, lão thập, cứ ủy khuất đi, đợi chúng ta tìm hiểu tình hình trên hòn đảo này xong thì ngươi muốn động thủ thế nào cũng được. Lão cửu cũng an ủi. Hừ, lão thập hừ lạnh một tiếng, đành phải tạm thời cho qua. Lúc này, một mùi phân cực kỳ hăng hắc bốc lên. Đột nhiên cả ba người đều bị thối đến mức khuôn mặt đổi sắc. Phóng nhãn xem thử, phát hiện mùi hôi bốc ra từ hàng chục thùng phân được đặt ngay ngắn phía trước. Chương 826, phần giả, bất khả chiến bại, 2. Chết tiệt, đến cái nơi cướp chim cũng không có này thì thôi đi, lại còn phải ngửi mùi thối. Thật là xui xẻo, lão thập vốn đã rất oát ức, không thể chịu đựng được nữa nên mắng mỏ, một cước liền đá bay thùng phân. Nhìn thùng phân bay ra ngoài, lúc này lão thập mới bớt giận đi không ít. Nhưng đột nhiên, hắn phát hiện nhiệt độ trên bầu trời đã hạ nhiệt, khiến người ta rùng mình, run rẩy và ớn lạnh. Bầu không khí kỳ quái khiến không gian trở nên đặc quánh lại, tạo cho cả ba người cảm giác như bị mắc kẹt trong vũng lây không thể di chuyển. Chỉ nhìn thấy Lỗ Đạt Xanh tức giận nhìn chằm chằm vào họ với khuôn mặt trầm và đôi mắt đỏ rực. Đây là thùng phân mà chính tay tiên sinh đã đưa cho ta. Hôm nào ta cũng lau nó cẩn thận, chỉ sợ có chút bảo dưỡng không đúng, nhưng ngươi lại đá nó đi. Chết đi, ta muốn ngươi chết. Với một tiếng gầm dữ dội, Lỗ Đạt Xanh tức sùi bọt mép. Thùng đến, hắn ta đưa lòng bàn tay lên. 9 thùng phân sáng lấp lánh ánh vàng đột nhiên xuất hiện, không ngừng xoay tròn quanh người. Lòng bàn tay lại khép lại, dấu tay huyền ảo lộ ra, càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành huyễn ảnh. Khi dấu tay cuối cùng hạ xuống, mắt hắn ta trừng lớn, phần độn, phần cửu long đạn. Một tiếng quát lớn từ miệng hắn ta truyền ra, 9 cái thùng phân bên cạnh sáng ngời, dao động mạnh mẽ không thể kiềm chế. Bịch, thùng phân dùng sức lao lên, chỉ thấy 9 con rồng được hình thành bằng cách ngưng tụ nước phân, bay từ thùng phân lên trời. Gầm, 9 con rồng tạo ra một tiếng động chói tai, rung khắp bầu trời. 9 con rồng gào thét cửu thiên lao về phía 3 nam tử mặc giáp. Cái gì? 3 người họ thấy vậy, biểu cảm thay đổi đáng kể, bởi 9 con rồng phân đang trực tiếp khóa chặt họ lại, đi kèm với sức mạnh không thể nào địch nổi. Họ còn chưa kịp triển khai phòng thủ hiệu quả, 9 con rồng đã tấn công họ. Mà lão thập đá thùng phân lên không trung là người đầu tiên chịu đòn, 7 con rồng trong 9 con rồng đã khóa chặt hắn ta lại. Dưới nước phân, nó hôi phi yên diệt tại chỗ. AI. 2 người còn lại thì gào thét, bay thẳng ra ngoài, nện vào dãy núi cách đó mấy chục dặm. Bịch, núi sụp đổ, 2 người bị trọng thương trong đống đổ nát. Thật là một sức mạnh đáng sợ. Lão cửu gồng mình, khó khăn leo lên. Lão thập không ổn rồi, đây rốt cuộc là thể loại người gì chứ? Lão bát cũng khó nhọc đứng dậy khỏi bùn, cắn, răng nghiến lợi nói. Nhất định phải báo cáo với lão đại, hòn đảo nhỏ này quả nhiên không bình thường. Lão cửu nghiêm nghị nói, họ còn chưa lên đến hòn đảo thì đã mất một người, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Nghĩ lại vụ công kích kinh khủng vừa rồi, họ vẫn còn tràn đầy nỗi sợ hãi. Nhưng lúc này, không nói đến thương tích trên người, chỉ riêng mùi hôi trên người đã khiến bọn họ suýt nữa muốn ngất đi, như thể từng lỗ chân lông trên người đều dính đầy phân. Cả hai lại lảo đảo bay lên, lao đến vị trí của Diệt Thế và những người khác. Mấy vị đại nhân, cứ yên tâm chờ đợi, 3 vị đại nhân đó đích thân ra ngoài, họ chắc chắn sẽ thành công. Diệt Thế vuốt mông ngựa. Nhưng hắn chưa kịp nói xong thì đã thấy 2 bóng người từ ngoài trời lảo đảo bay về, đồng thời còn có mùi thối truyền tới. Hắn như chết lặng. Xảy ra chuyện gì vậy? Thấy vậy, nam tử mặc áo giáp đứng đầu trầm xuống, dẫn mọi người nhanh chóng nghênh đón họ. Đại ca, lão bát và lão cửu cuồng loạn hét lên. Các ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lão thập đâu rồi? Nam tử đứng đầu gấp gáp hỏi. Lão thập hắn đã. Lão bát và lão cửu vẻ mặt buồn bực, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, lúc này mới nói cho bọn họ biết chuyện vừa rồi đã xảy ra. Mọi người đều bị sốc. Ý của các ngươi là, các ngươi còn chưa đặt chân lên đảo thì đã bị một người nhặt phân đánh cho một chết 2 bị thương. Nam tử mặc áo giáp đứng đầu trừng to mắt, ánh mắt đầy hoài nghi. Đại ca, nói là gánh phân, nhưng lại mạnh đến mức không còn gì để nói.
Lão Bát vẻ mặt buồn bã nói, ngươi nhất định phải trả thù cho Lão Thập. Được, ta biết rồi. Nam tử mặc áo giáp cau mày, trầm giọng nói, ta biết phải làm gì tiếp theo, các ngươi cứ đi chữa lành vết thương trước đi. Tất nhiên, điều quan trọng hơn là phải tắm rửa sạch sẽ trước. Nói xong, hắn không nhịn được mà che mũi lại. Sau khi Lão Bát và Lão Cửu lùi ra sau, những người khác vây quanh lại. Đại ca, chúng ta phải làm sao đây? Ngươi nhất định phải trả thù cho Lão Thập. Đúng vậy, không thể để Lão Thập chết như thế. Tiếng nói của mọi người truyền đến. Nam tử mặc áo giáp đứng đầu khoát tay, ngắt lời họ. Hòn đảo này, không đơn giản. Nếu như chúng ta hấp tấp chiến đấu, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ mà sứ giả giao phó, e là chúng ta đều phải dẫm lên vết xe đổ của Lão Thập. Hắn nghiêm nghị nói, lời nói vừa dứt, trong lòng mọi người trầm xuống. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 827, Đợi Mãi. Vậy lão đại, chúng ta phải làm sao, phải có cách chứ? Đúng vậy đó, lão đại, cũng không thể trở về như thế này mà. Mọi người lần lượt truyền ra tiếng nói. Nam tử cầm đầu suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói, không nên tấn công bằng vũ lực, trước tiên cứ tìm hiểu kỹ về đảo đã. Do đó, chúng ta chỉ có thể sử dụng phương pháp đó. Mọi người vẫn còn nhớ chỉ pháp huyễn pháp mà sứ giả đã dạy chúng ta chứ? Lão đại, ý của ngài là... Mọi người kinh hô. Tốt lắm. Tuy rằng đây là hạ sách, nhưng có một câu nói rất hay, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ cần tìm hiểu rõ ràng tình hình của hòn đảo nhỏ này thì mới có thể biết được cách tấn công hòn đảo nhỏ này. Mọi người nghe vậy thì gật đầu. Bọn họ mặc dù không cam lòng, nhưng nghĩ đến còn chưa đi lên hòn đảo đã mất đi một người, trọng thương hai người, cũng biết chỉ có thể như vậy. Chờ hai ngày, đợi Lão Bát Lão Cửu khôi phục thương thế, sau đó bắt đầu đại trận huyễn pháp. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh chóng, Diệt Thế và các cộng sự ẩn núp bất động. Đợi Lão Bát và Lão Cửu khỏe hơn, mọi người tập trung trong rừng. Một đại trận huyễn pháp đã được thiết lập trước mắt. Nam tử mặc áo giáp đứng đầu trịnh trọng giao phó cho mọi người. Mọi người đều nhớ cái chết của Lão Thập, chỉ có cách tra rõ tình hình của hòn đảo nhỏ trước, chúng ta mới có thể báo thù cho Lão Thập. Khi chúng ta kích hoạt huyễn pháp, chúng ta có thể lẻn vào hòn đảo nhỏ mà không cần tốn nhiều công sức. Nhờ sự gia trì của huyễn pháp, cơ thể của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi trận pháp và công kích tinh thần, sức phòng ngự cũng được nâng lên rất nhiều. Ngay cả cao thủ mạnh nhất cũng không thể nhìn thấu bản thể của chúng ta, tương đương với việc có thân thể bất tử bất diệt, cho nên các ngươi có thể khám phá tất cả các nơi trên đảo. Vâng, mọi người nghiêm nghị trả lời. Sau khi giao phó cho mọi người xong, 9 người lần lượt bước vào huyễn trận đã được sắp đặt sẵn. Khi họ bước vào, ánh sáng lập lòe, chỉ thấy 9 người trực tiếp biến thành côn trùng bay có kích thước bằng 9 con ong. Nếu như nhìn kỹ, thì có thể phát hiện cơ thể của họ được bọc một lớp giáp dày, giống như vỏ đạn kim loại, cứng cỏi không thể phá vỡ. Tiếng vo ve truyền ra, một trong số đó truyền ra một giọng nói. Chờ chốc lát chia ra 9 hướng đi lên đảo, sau khi đến đảo, mỗi người kiểm tra khu vực tương ứng của mình, nơi nào có trận pháp, nơi đó có cao thủ, nơi đó có những vật trọng yếu liên quan đến khí vận, ghi nhớ tất cả lại, sau đó gặp nhau trên hồ ở phía nam của hòn đảo, sau đó quay về cùng nhau. Sau khi trở về, báo cáo tình hình với sứ giả, sau đó lập kế hoạch san bằng hòn đảo, báo thù cho Lão Thập, các ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi. Giọng nói chỉnh tê truyền ra, tâm con côn trùng bay nhanh chóng ra với tốc độ ánh sáng. Nam tử đứng đầu bay đến phía trước Diệt Thế. Diệt sớm sớm đã kinh ngạc đến ngây người trước thủ đoạn này. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Diệt Thế cung kính nói. Nhớ kỹ, ngươi phải bảo vệ huyễn pháp này. Nếu huyễn pháp bị phá hủy, chúng ta sẽ không thể trở lại thành chính mình, cho nên bất luận như thế nào, ngươi không thể rời khỏi một bước. Nam tử dẫn đầu trịnh trọng bàn giao. Ta hiểu rồi, đại nhân cứ yên tâm, huyễn pháp, ta sẽ bảo vệ. Diệt Thế trịnh trọng gật đầu. Ừm, nơi này giao cho ngươi, chờ chúng ta quay lại. Nam tử nói. Đại nhân yên tâm, các ngươi không về, ta cũng sẽ không bỏ đi đâu. Đợi mãi. Diệt Thế nắm chặt tay, trịnh trọng nói. Đợi sau khi bọn hắn đi rồi, Diệt Thế mới thả lỏng tinh thần, cảm nhận động tĩnh xung quanh rồi đồng thời ngồi xếp bằng xuống.
trên mặt hiện lên một nét tươi cười. Tuy rằng toàn bộ khí vận của Tiên Giang lục địa đã biến mất, nhưng mà chủ thượng cũng không trách tội hắn. Dù sao thì lần trước sứ giả đại nhân xuống dưới tiếp viện cũng đã bị một quyền của người áo đen thần bí kia khiến cho hôi phi yên diệt, hắn không địch nổi cũng là điều hợp lý. Mà không chỉ không trách tội, sứ giả mới được chủ thượng phái tới còn nói, chỉ cần hắn phối hợp với 10 người thiên khôi điều tra rõ đầu sỏ gây nên là ai thì còn có thể thưởng cho hắn cơ duyên tốt nhất. 10 người thiên khôi tuy rằng xuất quân không thuận lợi, trực tiếp liền tổn thất mất một người, nhưng mà về mặt huyễn pháp vẫn là rất mạnh. Nói như vậy chẳng bao lâu là có thể trở về. Sau khi dò xét rõ ràng mọi chi tiết của tiểu đảo, e rằng cách lúc hoàn thành nhiệm vụ cũng không xa. Việc này chứng minh hắn cách phần thưởng tốt nhất chủ thượng ban cho cũng không xa. Ái chà chà, thật tốt, ta cũng chỉ cần ngồi chờ ở chỗ này là được rồi. Diệt Thế mặt mày hớn hở, mùi phân. 9 con côn trùng như sao băng bay xoẹt qua, trong đó có một con khẩn cấp truyền âm cho những con khác. Chương 828, đạo cao một thước ma cao một trượng, 1. Không được hành động thiếu suy nghĩ, người này dễ dàng đánh bại 3 người các ngươi, chắc chắn là siêu cấp cao thủ trên đảo này, người giống như vậy ở trên đảo cũng tuyệt đối không có mấy, cho nên trước tiên tạm thời đi vòng qua hắn. Người đàn ông cầm đầu truyền âm cho mọi người, phát ra mệnh lệnh, chờ tình báo tới tay của chúng ta thì lại quay lại đối phó hắn cũng không muộn. Giạt, mọi người gật đầu, thay đổi phương hướng vòng qua lỗ đạt xanh. Sau khi vòng qua lỗ đạt xanh, 9 con côn trùng trôi nổi ở giữa không trung. Nhớ kỹ mệnh lệnh của ta, phân công nhau thu thập tình báo. Sau đó hội hợp ở bờ biển phía nam tiểu đảo, cuối cùng sẽ cùng nhau rút lui. Cùng với truyền âm của người đàn ông cầm đầu, 8 con côn trùng tức khắc phân tán ra ngoài, lấy 2 người làm một tổ, phân biệt theo 4 phương 8 hướng lên đảo. Lão Cửu, ta cảm thấy phòng ngự này của chúng ta đúng là vô địch. Lão Bát cùng Lão Cửu bay sát qua mặt nước trong khi đang nói chuyện phiếm. Ừ, hiện tại ở trạng thái này, cho dù Lão Đại toàn lực đánh chúng ta một kích thì cũng không thể nào tạo cho chúng ta nửa điểm thương tổn. Ai? Nếu mà lúc đối mặt với cái gánh phân kia cũng ở loại trạng thái này thì tốt rồi, lão thập cũng sẽ không phải chết. Đúng vậy, chờ điều tra rõ tình báo, lại báo thủ cho lão thập. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa bay qua. Đúng lúc này, lão Cửu khẽ ổ lên một tiếng, kinh ngạc nói, lão Bát, mau nhìn này, trong mặt nước ở dưới chân chúng ta có con cá. Lão Bát liếc liếc mắt một cái, không quan tâm nói, một con cá nhỏ mà thôi. Còn có thể thành tinh được hay sao, không cần phải để ý nó, lên đảo quan trọng hơn. Nhưng hắn vừa dứt lời thì nhìn thấy con cá chép kia từ trong nước nhảy ra, một ngụm nuốt chửng lão Cửu. Mẹ kiếp, lão Cửu, lão Bát chừng mắt hô to. Ngay sau đó, trên mặt nước lộ ra một đôi mắt cá theo dõi hắn. Ánh mắt này tức khắc làm cho lão Bát sổn tóc gáy. Con cá chép kia nháy mắt lại nhảy lên, đớp một cái rồi nuốt hắn xuống. Cho đến khi chết hắn cũng không thể hiểu được sao mình lại có thể bị một con cá chép nhỏ bình thường nuốt trứng. Ta còn tưởng rằng đảo này sẽ có cơ quan gì, cũng chỉ như vậy thôi, chẳng phải là đã thuận lợi lên đảo sao. Bên kia, lão Lục lão Thất đã thành công lên đảo, bay ở trên gốc cây cạnh bờ biển, quan sát bốn phía. Lúc này, hai người cứ cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ quay đầu lại nhìn tức khắc phát hiện một con tắc kè hoa nhỏ đang nằm bò trên cây chuyển động con ngươi nhỏ tròn xoe nhìn bọn hắn chằm chằm. KMAIP vật nhỏ này còn muốn ăn chúng ta hay sao? Lão Lục thấy thế, cười nhạo nói, vật nhỏ, chúng ta cũng không phải là đồ ăn của ngươi, muốn ăn chúng ta thì cũng phải nhìn xem ngươi có tiêu hóa nổi hay không. Tiếng nói vừa ra thì một cái đầu lưỡi lập tức xoắn tới. Hai huynh đệ còn đang cười. Đầu lưỡi đã trói buộc chặt cả hai người bọn họ, sau một hồi thì nuốt luôn vào miệng của tắc kè hoa. Con mắt tròn xoe của tắc kè hoa xoay tròn 360 độ giống như đang trợn trắng, sau đó nó lại nằm bò trên cây mà ngủ. Này, lão ngũ! Ngoài ra ở chỗ khác, lão tứ lão ngũ vừa mới lên đảo đã đụng phải một bác gái đang hóng mát dưới tàng cây, bác gái một tay đập mũi chụp lại đã đánh lão ngũ ngất trên mặt đất. Còn chưa kịp bình tĩnh lại, bác gái đã một chân dẫm lên rồi lại nghiền nghiền. Dưới cây này có thật nhiều muỗi, không hóng mát nữa, không hóng mát nữa. Không vui mà phàn nàn một câu, bác gái mới lắc lắc thắt lưng như thùng nước hùng hùng hổ hổ rời đi. Nhìn thấy lão ngũ đã bị nghiền thành cặn bã,
đến cả phân cũng tràn ra, lão tứ trừng mắt. Cảm giác da đầu như muốn nổ tung. Đây mẹ nó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói là phòng ngự vô địch sao? Làm sao lại có thể bị một chân của bác gái nghiền thành bánh? Hắn vừa muốn tìm bác gái trả thù, bỗng nhiên phát hiện có một con gà trống ở bên cạnh đang theo dõi hắn, mào gà trên đỉnh đầu màu đỏ, con ngươi quan sát rồi kêu khanh khách vọt về phía hắn. Đầu gà mổ xuống, lão tứ trừng lớn ánh mắt. Đau nhức truyền đến, hắn phát hiện thân mình không còn một bên. Ngẩng đầu vừa thấy, đúng là đã bị gà trống mổ mất một nửa. Gà trống nếm được mỹ vị, kêu khanh khách không ngừng, đầu lại mổ xuống, nửa. Bên còn lại của lão tứ cũng không còn, nhưng mà thảm nhất thì không ai qua được lão nhị lão tam. Có một người đang mang một cái ghế nằm ở ven bờ sông, chuẩn bị uống rượu thưởng thức bức tranh phong cảnh thác nước từ trên núi chảy xuống. Vừa mới đốt lên một vòng nhang mũi mà Dịch Phong phát minh trước kia thì hai người đã vọt lại đây. Mới dính một chút khói như vậy, hai con côn trùng lập tức đi đời nhà ma. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 829, Đạo Cao Một Thước Ma Cao Một Trượng, 2. Lúc này người đàn ông cầm đầu cũng lên đảo. Sau khi lên đảo, hắn tìm một địa điểm âm u rồi co đầu rút cổ. Đảo này quả nhiên không đơn giản. Nhớ tới vừa rồi, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, bởi vì hắn bị người khác phát hiện. Người nọ là một đứa trẻ vài tuổi để tóc ngắn, còn mặc quần yếm, lại liếc mắt một cái đã theo dõi hắn, vẫy vẫy hai tay rồi bắt lấy hắn. Miệng còn ngọng nghịu mà hô, bắt côn trùng nhỏ, bắt côn trùng nhỏ. Hai người chiến đấu rất lâu. Người đàn ông thi triển ra tốc độ nhanh nhất, lao hết sức của chín châu hai hổ, lúc này mới đào thoát được từ trong tay của tiểu hài tử kia. Tiểu hài tử, kẻ ngốc mới tin ngươi là tiểu hài tử. Tiện tay cũng có chứa lực không gian, chỉ sợ so với cái gánh phân kia cũng không kém bao nhiêu. Nếu ta bị bề ngoài của ngươi lừa gạt, ta đây chính là kẻ ngốc, trong cơ thể phỏng chừng là một lão quái vật đã sống rất nhiều năm. Nếu không phải ta túc trí đa mưu thì chỉ sợ đã thật sự bị bề ngoài của ngươi lừa gạt. Nếu nói gánh phân kia chính là trạm kiểm soát thứ nhất trên đảo này, vậy tiểu hài tử này hẳn là chính là trạm kiểm soát thứ hai. Người đàn ông cười lạnh, tuy nói ta bị tiểu hài tử này nhìn chòng chọc, nhưng không thể nghi ngờ là đã thu hút bớt hỏa lực. Nói như vậy, lão nhị lão tam cùng những huynh đệ khác cũng đã thuận lợi lên đảo. Cũng tốt, ta không nhất định phải tự mình đi tra xét, chỉ cần thu hút được sự chú ý của tiểu hài tử này, khiến cho hắn không thể ra tay đi đối phó những người khác, làm cho bọn họ có đủ thời gian để đi tra xét tình báo cũng là lựa chọn không tồi. Nghĩ đến đây, người đàn ông ngồi xuống điều tức. Trong mấy ngày kế tiếp, người đàn ông luôn thường xuất hiện ở trước mặt tiểu hài tử, thu hút hắn ra tay đối với mình, từ đó giúp các huynh đệ khác tranh thủ thời gian. Ước chừng sau 3 ngày người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra tươi cười. Tốt lắm. Sự chú ý của cao thủ cải trang thành tiểu hài tử trên đảo này quả nhiên đã bị ta thu hút. Nhưng mà đạo cao một thước ma cao một trượng, ngươi cuối cùng vẫn bị ta đùa giỡn xoay quanh. Nếu dự đoán không lầm thì những người khác đều đã thuận lợi đem tình báo tìm hiểu tới tay, đang ở bờ biển phía nam chờ ta. Nếu như vậy, ta đây phải đi tìm bọn họ hội hợp. Người đàn ông mang theo sự cẩn thận trong lòng, trải qua trăm cay nghìn đắng. Rốt cuộc cũng tới bờ nam. Bờ nam là một bãi biển rất lớn, ban ngày không thấy một bóng người. Đương nhiên cũng không có các huynh đệ của hắn. Tóm lại chính là ngay cả lông cũng không có một cọng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn họ gặp phải vấn đề gì? Không, không có khả năng. Tên cường giả giả dạng làm tiểu hài tử kia đã bị ta hãm chân lại, bọn họ không có khả năng sẽ đụng tới thứ gì nguy hiểm. Đúng, bọn họ rất nhanh sẽ trở về. Chờ một chút là được. Hắn rất có tin tưởng đối với các huynh đệ của mình. Nhưng mà vì để an toàn, hắn chui vào bên trong một cái khe đá, cẩn thận quan sát bốn phía, chờ đợi các huynh đệ đi đến. Lần chờ đợi này đến tận trạng vạng, các huynh đệ không ai tới, lại có một đám nữ nhân tới đây. Họ tụ tập cùng nhau, tạo thành phương trận. Đồng thời theo tiếng nhạc, các nàng vặn vẹo thắt lưng như thùng nước, so le không đồng đều mà nhảy múa. Hừ, một đám con kiến. Trong khe đá, người đàn ông khinh thường nhìn các nàng liếc mắt một cái. Nhưng mà ngay sau đó,
hắn lại đột nhiên trừng to mắt kinh hãi phát hiện khi nhóm người này nhảy múa, lại có vô số đường lực lớn không đếm được tràn ngập ở trong tay các nàng. Này, này này này, đám bà lão này, đến tột cùng là... Nhưng mà một sóng chưa lặng, một sóng lại nổi lên. Một đám ông lão lại tụ tập ở một bên. Có kéo đàn nhị, truyền ra từng đợt ma âm, những thanh âm này quanh quẩn lọt vào tai, làm cho hắn nằm rạp xuống run rẩy. Có người chơi cờ, quân cờ hạ xuống trong nháy mắt, giống như tiếng vỗ kinh thiên, rung động tâm linh. Còn có người đánh ra cổ quyền chậm gì gì, nhìn như không có lực lượng, nhất cử nhất động lại giống như câu thông thiên địa. Lúc này, bên cạnh lại có một đám tiểu hài tử chạy tới. Đám tiểu hài tử đá bóng ra, cười hì hì rất sung sướng. Mà bàn chân bọn họ trong nháy mắt đá bóng phát ra lực, đúng là đã tác động lực không gian. Khiến cho hắn hoảng sợ chính là khi vị tiểu hài tử cùng hắn đấu trí so dũng nhiều ngày kia ngồi yên ở bên cạnh ngơ ngác nhìn, nói rằng muốn cùng nhau đá bóng. Những tiểu hài tử khác nói, ngươi quá yếu, không cho ngươi chơi. Ngươi quá yếu, vẻ mặt người đàn ông đầy dấu chấm hỏi. Chương 830, làm màu thất bại. Đúng lúc này một con muỗi vo ve bay qua khe đá đến trước mắt hắn, thình lình trừng mắt liếc hắn mắt một cái. Cái liếc mắt này làm cho người đàn ông trực tiếp thét chói tai. Đây là ánh mắt gì chứ? Khinh thường. Còn có vừa rồi, khí tức tỏa ra trên người nó là khí tức gì? Hắn lại liếc mắt một cái nhìn lại, một con ve sâu đang kêu to bên cạnh bụi cỏ thật sự khiến cho hắn không thể nhìn thấu tu vi. Bên kia, bảy con chó săn nhỏ đang chơi đùa, trên người phát ra uy áp vô hình, chỉ như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy sâu không lường được. Người đàn ông không tự chủ được mà lui vào sâu trong khe đá, lui đến mức không thể lui được nữa. Cả người ướt đẫm mồ hôi, hàm răng cũng đang run lên. Trời ạ! Làm sao đây, rốt cuộc là ta đã tới nơi quỷ quái gì thế này? Mẹ ơi! Ta muốn về nhà! Hắn khóc, cả người bị nỗi sợ hãi lan tràn. Đúng lúc này, hắn phát hiện trong bóng tối hình như có một ánh mắt đang theo dõi hắn. Nghiêng đầu vừa nhìn, hơn 10 con kiến có đầu còn lớn hơn so với thân thể đang theo dõi hắn. Các huynh đệ, còn sống. Con kiến cầm đầu nhấc chân lên, dường như nói ra một câu như vậy, sau đó hơn 10 con kiến bò về phía hắn rồi vây quanh lại. Buổi tối mùa hè vẫn mát mẻ như trước, chỉ là một con sâu nhỏ bị đám kiến như tằm ăn lên mà thôi, chẳng qua là chuyện rất bình thường. Thiên địa môn ở ngoài đảo, Diệt Thế sờ sờ đỉnh đầu, lại ngửi ngửi, khi phát hiện là phân chim, hắn tức giận đưa tay lên lau sạch sẽ phân chim trên đầu. Đã qua vài ngày rồi, sao 9 vị đại nhân kia vẫn còn chưa trở về? Diệt Thế thì thảo tự nói. Nhưng mà nhớ tới lời dặn dò của người đàn ông khi rời đi, hắn lại lần nữa bình tĩnh lại. Bình thường bế quan một lần đã là hơn 10 năm, mới mấy ngày mà thôi, sao ta lại có thể không kiên nhẫn như vậy? Tiếp tục chờ. Nói xong, hắn nhắm lại đôi mắt một lần nữa. Lần chờ đợi này đã là một tháng. Sao còn chưa trở về? Sẽ không gặp phải chuyện không may chứ? Hắn dương dương đầu. Nhớ tới thực lực của 9 vị, hắn một lần nữa yên lòng, sau đó kiên định gật đầu. Tiếp tục chờ. Lại là 3 tháng qua đi, Diệt Thế lại một lần nữa mở mắt. Còn chưa trở về sao? Nhưng mà cũng đã đợi 3 tháng, đợi thêm một đoạn thời gian nữa cũng có sao đâu. Tiếp tục chờ. Nói xong, hắn một lần nữa nhắm lại hai mắt, mà ở đảo ám ảnh. Dịch Phong đang sống cuộc sống nhàn rỗi, nhìn thoáng qua chút khí vận của hắn, vỗ đùi ngồi dậy, ổn thỏa. Dịch Phong mua luôn truyền tống trận nối liền đảo ám ảnh và thiên địa môn ở cửa hàng trao đổi khí vận. Suy nghĩ phải gấp rút truyền tống trở về. Khi truyền tống, hắn cố ý thay một bộ đồ mới trông bình thường một chút. Truyền tống trận khởi động, tầng mây ở khoảng không trên thiên địa môn bị phá vỡ. Uy áp của hắn tràn đầy giáng xuống thiên địa môn. Mau nhìn kìa, là tiên sinh đã trở lại. Bộ dáng của tiên sinh thật sự là sáng chói. Đúng vậy, phá vỡ tầng mây, trực tiếp đi xuống, thủ đoạn như vậy quả thực coi quy luật trời đất giống như không có. Một bộ phận người ở trên đảo không lâu thấy thế, nhất thời kích động kinh hô. Ngươi kích động cái gì chứ? Ở bên cạnh, mấy ông lão vây xung quanh đang cùng nhau chơi cờ trừng mắt nhìn mấy người trẻ tuổi này, nặng nề quát, coi bộ dạng chưa thấy qua việc đời của các ngươi, chuyện này cũng đâu phải chuyện lớn gì. Đúng vậy,
Nếu trước đây loại chuyện này xảy ra nhiều trên người mình thì không phải rất bình thường sao? Coi bộ dạng, kích động gào to của các ngươi. Các chàng trai, đừng trách chúng ta không nói cho các ngươi, ở thành Bình Giang cùng thiên địa môn này thời gian lâu một chút. Các ngươi sẽ hiểu được, tất cả những thứ trước đây không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra trên người mình, đều là bình thường. Đúng, ở lại lâu, cho dù vào một ngày nhìn thấy tiên sinh xé trời thành hai nửa cũng chắc chắn không gào to, đó cũng có thể chỉ là tiên sinh lại vừa làm mất túi tiền mà thôi. Vài ông lão răn dạy, nói xong lại quay đầu lại đánh cờ. Chiếu tướng, này, không được, đi lại một nước đi lại một nước. Lão già đáng chết, ngươi có biết xấu hổ hay không? Còn những bà lão khác bên cạnh mấy ông lão, cần bán đậu hũ thì bán đậu hũ, bán ba ba thì bán ba ba, đối với tất cả những gì xảy ra trên bầu trời, mặt không chút thay đổi. Nhìn thêm thì cũng chỉ thấy nhiều không trách. Cái gì? Trên bầu trời, Dịch Phong uy phong lẫm liệt mắng to một câu. Đám ông lão bà lão thiên địa môn này đầu thiếu gân hay sao? Hắn giáng xuống phong cách lớn như vậy, lại có thể không có chút phản ứng nào. Tốt xấu gì các ngươi cũng lại đây yết kiến thần tiên giáng xuống chứ. Nếu không thì các ngươi cũng phải kinh hô một vài tiếng đi. Các bạn vừa nghe xong tập 83 của bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.